来应该看投资不对的，可以来看那么低或低或者是像我们这一个股我可以跟他们回来找不买那他们挖起他们买高年我回来就找不买现在也把这个结果好也也一块很好一零万不到另外一个照顾买也一个烧不买然后来给你们老弟们把整个努力你那里问好你刚才有一回也你看到来了照顾地感的帮手你们大家在地感的把握你们离得很高该不能感觉照顾人离对你刚才的感受跟你的很难你们那里拉得对có những cái thông tin của viên chức cấp tỉnh thì ngày nay cái những thuật ngữ là cái mà các chị cần phải nắm rõ để mình mô tả cho nó đúng thì trong bài thì tôi có gửi các chị hai cái file của cái bài nói của tôi với các chị thì các chị có thể lấy trên đó xuống rồi các chị tham khảo thêm bằng cái bài số thứ thì mình sẽ nhấn mạnh vô những cái điểm chính yếu của cái bài giảng nói chung là trong tâm tùy những cái chính của mình đó là cái viên thứ cấp và một phần tích thì để nói tới cấp thì phải nói tới mạng thì cái mạng đó tại sao mình nói đến là mạng các chính của mạng là như thế nào và cái nhóm thứ hai là cái nhóm không tập trung thường gặp khá thường gặp đó là cái u tụy thì trong những bệnh lý u tụy thì ta thấy thường nó không có đưa tới những triệu chứng cấp tính tuy nhiên là u tụy thì ta nhớ lại trong cái giải phẫu trong môn học u tụy thì nó gồm có hai phần là tụy nội tiết và tụy ngoại tiết thì đặc điểm hình ảnh của u tụy nội tiết có khác với ngoại tiết hay không cái thứ hai là đối với u tụy ngoại tiết thì thường nó là cái ngoại tiết có nghĩa là ở các cái ống tuyến nó không phải là các cái tế bào về nội tiết thì mình lưu ý cái chuyện đó tại tụy nó cái tuyến vừa nội tiết thì vừa ngoại tiết nội tiết thì nó tiết ra các cái hormone ví dụ như insulin rồi tuyến calo rồi somatostatin vân vân còn ngoại tiết là nó tiết ra những vị chứa viêm là gì à đi ba thì cái này thì chắc là tất cả các chị chúng ta cũng biết hết rồi ở đây tôi chỉ nhắc lại những mặt lại để cái cách tiếp cận của mình đối với lại cái những dạng tổn thương đó như thế nào là chúng ta nhớ nhắc lại về mặt giải phẫu để chúng ta đi cho đúng thì các chị mọt mót là ở đâu đầu tụy cổ của tụy thân tụy và đu tụy thì cái thành phần của tụy để các chị khi mà mô tả cho nó đúng tại vì cái ý nghĩa lâm sàng của nó thì những tổn thương xung quanh của mỏm móc là những tổn thương nó sẽ liên quan chặt chẽ với lại cái bộ phận mà treo cạnh trên ở chỗ này là cái mà khi những cái đu tụy xảy ra thì nó có vấn đề mổ hay không mổ, mổ được hay không mổ được hoặc là ở giờ trong vị trí của cái mỏng móc này thì liên quan tới các mạch máu lớn dù như trong bệnh lý của viêm tụy cấp thì những cái tổn thương mạch máu ta nhớ trong viêm tụy cấp thì nó có những cái biến chứng mạch máu khi mà nó xảy ra ở quanh mạch máu lớn đó thì cái đề đoạn tới lúc này rất là nhiều cho nên khi mà mô tả thì mình lưu ý những cái và đối với tụy bình thường đó thì đối với lại người lớn thì bờ nó không đều bờ cũng tụy chỉ đều khi mà ở còn là trẻ con còn lớn lên thì do cái thâm nhiệm của mỡ khối bóc mỡ của tụy thì cái bờ cũng bị trở nên không đều thì đó không phải là cái tiêu chuẩn bờ tụy không đều không phải là tiêu chuẩn của trong những cái viêm tụy mãn tính chúng ta nói những cái điều chúng ta cần lưu ý thì chúng ta thấy bình thường cái liên quan của tụy trên hình của CT của mình đó là cấu trúc có nằm độ
gần gần cũng như là gan. Thông thường thì ở càng lớn tuổi thì cái động cơ của tủy so với lại gan nó càng tổng quát thì nó sẽ giảm dần do cái tình trạng quay quá máu ở trong tủy. Còn gan con thì cái bệnh mới đều, còn người lớn thì đầu là bệnh nó đã tăng cường. Thì ta thấy là đối với lại cái diễn tiến của tổn thương thâm nhiễm mỡ của tủy thì ta thấy là đối với lại người trưởng thành thì cái tỷ lệ bệnh đó thâm nhiễm mỡ của mỡ có thể là nó xảy ra ở một cái phần nào đó của cơ tủy, có thể là ở xảy ra đầu tủy, xảy ra ở thân tủy, xảy ra ở đuôi tủy hoặc là toàn bộ tủy. Thì đó là những bình thường. Và các cái biến thể này thì các chị cũng nhớ các cái tiếp biến thể của cái chỗ đầu của tủy, bởi vì xét về mặt vô thai học thì cái ống tủy của mình nó gồm có ống tủy phụ và cái ống tủy chính, và cái sự hợp nhất ở đây nó xuất phát từ tủy bụng và tủy lưng, thì cái diện tích thì cái khi mà nó hợp thành thì nó sẽ tạo nên, theo thông thường thì nó sẽ cái ống tủy phụ nó sẽ nổ ra cái chúng ta bé, còn ống tủy chính là hợp từ cái ống tủy của nội tủy bụng do nội tủy lưng và nội tủy bụng để tạo ra cái ống tủy chính ở chỗ này. Và đối với khi chúng ta lớn thì đây là những vị trí mà các chị cần phải lưu ý đi tìm trong nhất là những bệnh lý của sỏi mật chủ, thì cái ống ba tay ở chỗ này hay là những bệnh lý lên thì là những cái sỏi đó là ảnh hưởng mật hay là ảnh hưởng của tủy. Thì có những cái sỏi trong mật chủ nó chỉ ảnh hưởng của đường mật mà nó không ảnh hưởng tới tủy, nhưng ngược lại có nhiều nếu mà nó đã rơi xuống bông hay là mà nó trong thành của mật chủ thì nó ảnh hưởng cả tủy cả mật. Đó là những cái điều mà mình cần lưu ý để khi chúng ta mô tả tổn thương. Ngoài ra thì những cái hợp chất này thì nó sẽ tạo nên những cái dạng khác nhau và nó cũng đi song song với lại những cái tổn thương tủy bẩm sinh, chẳng hạn như là tủy trẻ thôi hay là trong cái tủy lạc chỗ hoặc là tủy lạc chỗ hoặc là tủy trẻ thôi. Cái phần tủy trẻ thôi thì đó là cũng là một trong những cái mà các bạn cần lưu ý. Thì trong một số bệnh lý bẩm sinh thì cái này các chị coi sơ qua thì trong bệnh lý sơ nang thì gần như là nhu mô thì nó không còn ở nằm độ bình thường nữa, mà nó chỉ còn là những cái đảo nhỏ của nhu mô thì xảy ra ở cái vị trí của vị không thấy thủy bình thường. Ở đây là cái dạng thủy nhành, thủy lạc chỗ. Thì cái thủy nhành thì ta thấy thỉnh thoảng trên lâm sàng ta bị gặp. Thì vấn đề ở đây của mình là gì? Vấn đề của ở đây của các chị thì các chị chúng ta sẽ xác định cái thủy. Và cái thứ hai, cái mốc thứ hai là cái mốc của áp tràng kế bên. Thì mình xem coi có. Bởi vì ở đây mình thấy sơ bộ thế này, cái thủy nhành bình thường cầu tủy nó sẽ giới hạn ở trong của lá đèn từ B1 cho tới bốn dưới và qua tới B3, thì nó liên quan chặt chẽ của khối tá tủy mà gần như không thể tách rời. Thì nhưng tủy thì bao giờ cũng tận ở phía bên trong này, nó là bình thường vì một cái lý do trong bẩm sinh, trong cái hợp thành thì có hai cái vùng tủy như là cái quá trình quay của ruột, thì tủy nó có thể cầu tủy nó không tận ở trong bờ trong của tá tràng mà nó dồn qua mặt vật ở phía mặt trước của tá tràng ở đây, thì nó tạo ra một cái vòng nhánh. Thì vòng nhánh này
con có thể biểu hiện ở trẻ con hoặc là người lớn để nó tạo ra một cái biến bẩm sinh, bệnh lý bẩm sinh rất là cái bị nhận. Thì bởi vì nó nằm ở vị trí bất thường này cho nên là nó có thể có nhiều biến chứng, ví dụ như gây viêm tụy cấp, ví dụ như sau của viêm tụy cấp có viêm tụy mạch sơ qua để tạo cái dòng sơ tắc hẹp của tá tràng này, và nó gây ra cái bụng chính là nghẹt lối ra của tá tràng, biểu hiện của lâm sàng và bụng chính là hẹp môn gì. Đó là những cái tình huống mà chúng ta cần lưu ý. Nói chung là khi mà xem chỉ quan sát một cái vị thì chúng ta sẽ xem cái đầu vị vị trí bên ngoài của đầu vị so với đầy tá tràng có bình thường hay không bình thường. Nếu không bình thường, có một phần của dung mô vị thấy được theo chẩn thiết là tình hình sao chích, nó nằm chờ qua mặt trước của tá tràng thì chúng ta phải nghi ngờ là bị nhiễm. Trong trường hợp không mắt dễ thấy, trong một số trường hợp thì cái vị này nó bị viêm nhiễm lâu ngày, nó theo sơ hóa tạo thành cái dải sơ thì nó thắt ngang làm ra hẹp tá tràng như tôi đã nói, gây nên chỗ khí lâm sàng hẹp môn gì. Thì trong trường hợp đó thì không thấy rõ cái nhu mô vị, nhưng mà thấy nếu cái dải sơ đó nó liên tục với lại cái bờ của tụy ở trên này thì mình sẽ nghĩ tới là cái tổn thương của tụy nhặt, nhưng mà nó bị bãi quá sơ đi. Thì tiến đến bệnh lý của tụy thì chấn thương tụy sẽ nằm trong một cái bài riêng, mà cả cái nó sẽ có những tổn thương của nhặt nhu mô, tổn thương của tắc, tổn thương đồi của các ống tụy, lấy ống tụy làm cái cơ sở chính. Phần chính của mình ở đây hôm nay cũng trình bày với các chị đó là cái viêm tụy cấp. Thì để nói cái viêm tụy cấp thì bây giờ là cái phân loại của anh ta đây thì cái là cuối cùng mà bị là năm 2012 và được ứng dụng cho tới nay. Cái vấn đề chẩn đoán viêm tụy cấp ở đây như các chị nào mà có di chứng hay là sai có giáo khoa đối với viêm tụy cấp người hay thì nói chung là trong tất cả các bệnh lý là mình phải có lâm sàng khi mà tiếp cận với người bệnh về mặt
dù là bác sĩ chẩn đoán nặng, nhưng mà tôi nhắc lại trong những chữ bác sĩ chẩn đoán nặng 6 từ, nó có 2 từ là một bác sĩ, 4 từ sau nó là chẩn đoán hình thành. Thì là bác sĩ thì chẩn là phải biết toàn bộ từ mình, cái tiền căn của người ta như thế nào, bệnh sử xảy ra ra sao, và mình phải có cái phân tích tổng hợp cái vấn đề đó và chiếu nó vô trong những cái đặc điểm là mà mình thấy được, để cuối cùng mình đưa ra một cái chẩn đoán, thì đó mới là đúng nghĩa của cái chuyện bác sĩ chẩn đoán nặng. Cho nên dù một bệnh nhân có viêm thủy cấp đưa vô tới mình, các chỉ định không chỉ siêu âm hay là CT hay là lọc cầu thông tin, ta không nhận định được đó, mà chúng ta phải quay trở lại chúng ta xem. Ví dụ ở đây nó có cái tiêu chuẩn chẩn đoán ít nhất là 2 hoặc trong 3 cái biểu hiện. Ví dụ bệnh nhân có đau thượng vị lan tỏa dữ dội, lan ra sau lưng, tư thế nằm cặp, tư thế bỏ xuống, tư thế con không tôm, thì đó là cái biểu hiện lâm sàng. Cái thứ hai là cái amylase hay là DIPA có cao là 3 lần bình thường hay không. Cái thứ ba mới là các dấu hiệu đặc trưng. Cho nên nếu chúng ta chỉ bệnh mắt của mình ở cái hình CT hay là hình siêu âm thì chúng ta không chẩn đoán đó là chuyện lắm nếu không có hai yếu tố này. Ý nghĩa của cái tiêu chuẩn chẩn đoán rõ ràng ở đây là gì? Bởi vì có những tiêu chuẩn của, bởi vì có những đặc điểm hình ảnh nó chồng của viêm thủy cấp nhưng mà nó không phải của viêm thủy cấp, cho nên ở đây cũng có một trong tiêu chuẩn chẩn đoán ở đây. Nên đây các chị từng bao giờ đọc cái hình ảnh CT mà mình không biết sinh hóa, không biết lâm sàng? Bởi vì sao? Trong nhiều trường hợp ta chỉ có hai cái biểu hiện này, chỉ có hai biểu hiện đau thượng vị lan ra lưng, amylase DIPA báo cao gấp 3 lần bình thường, nhưng mà bệnh nhân không có triệu chứng của sốc, không có triệu chứng của suy đa tạng hay là hội chứng đáp ứng viêm toàn thân, thì trong những trường hợp đó nếu bằng làm CT thì họ thấy hoặc là nó không giá trị trong cái điều kiện. Bởi vì sao? Bởi vì con người của mình, ai của mình đi đến tự nhiên cũng muốn cái kết cục là lành bệnh. Thành ra, và đừng có làm thêm những cái gì có hại mà không giúp ích được cho quá trình chẩn đoán. Và chúng ta thấy rõ ràng một điều, thông thường là viêm thủy cấp bệnh nhân tới với mình thì là ngay đầu tiên người ta đau. Ta đau rồi phải đi vô bệnh viện, chứ không đau thì không ai vô bệnh viện. Thì một cái vô đau vô bệnh viện khai thác cái có bệnh lan ra sau lưng hay không, thử máu, ngoài cái đau thì những cái điều chứng các chị thấy ở kinh điển ngày xưa, ví dụ như nôn ói, nôn hết nước rồi nôn sau đó là nôn khan, nôn dữ dội, nôn không có tư thế giảm đau, nôn ra không giảm đau, còn tư thế giảm đau của bệnh nhân thì gần như là tư thế khó xuống, không nằm ngửa ra được và phải nằm cong lưng lại để cho nó đỡ đau của cái vùng đó. Có cái cảm giác gì vậy? Thì cái đó là những chất đau đặc trưng cái dấu hiệu này. Tuy nhiên là có nhiều, rất nhiều trường hợp cái đau mà không có những cái biểu hiện của suy đa tạng hay là chúng ta cũng kêu toàn thân, thì thông thường thì trên CT mình không thấy được cái hình ảnh đặc thù của CT. Còn nếu mà bệnh nhân có những cái biểu hiện của viêm tụy hoại tử thì thông thường cái hoại tử của tụy chúng ta chỉ thấy rõ sau 2 cho tới 3 ngày. Cho nên là nếu bệnh nhân vô ngay ngày đầu tiên thì cái hình ảnh CT hoàn toàn không có giá trị. Là phải lưu ý về cái chuyện đó. Thật ra khi mà làm một cái CT, các chị tiếp cận với một cái CT thì ta coi là cái CT này đang làm là mẹ thứ mấy, giá trị có tin cậy hay không. Bởi vì những viêm tụy hoại tử ngay trong ngày đầu tiên 48-72 giờ đầu tiên có thể là bình thường, mình không thấy.
trong các cái loại tụ dịch thì theo khá là ta thì chúng ta chia ra chỉ còn có hai cái ở đây muốn nhấn mạnh lại những cái thuật ngữ và cách chỉ sử dụng. Chúng ta chỉ còn có viêm tụy cấp thể phù nề một cái cả và viêm tụy cấp thể ngoại tử, chỉ có hai cái là về thuật ngữ. Bởi vì Atlanta là có một cái hội đồng của thế giới mà biểu hiện là của các bác sĩ ở bốn mặt Mỹ, là người ta ngồi lại với nhau, gồm có nhà gan mật tụy học hay là nhà tình học tiêu hóa, nhà tình học rồi nhà giải phẫu bệnh phẫu thuật viên bên ngành can thiệp, nhiều cái nhóm chuyên khoa thì chúng ta hợp lại và thống nhất với nhau sử dụng cái thuật ngữ nói chung để sử dụng, nói ra ai cũng biết nó là cái gì và nó bao hàm tất cả những cái biến chứng hay là những cái gì mà cũ ngày xưa con, và ta cũng muốn cho nó sáng tỏ, nó đừng mập mờ. Chẳng hạn trước đây cái chuyện mà áp xe tụy, gan dịch áp tụy hay là cái viêm tấy quanh tụy vân vân, những cái từ đó thì gần như là trong cái này chúng ta bỏ đi hoặc là làm cho nó trong sáng hơn trong cái thuật ngữ, cái tên gọi để thống nhất nói ra thì ai cũng hiểu đó. Thì như vậy chúng ta nhớ lại công viên tụy cấp thì mình chỉ có cái hai thể là thể phù nề mô kẽ và cái thể ngoại tử. Ngoại tử có nghĩa là có như một tụy chân, phù nề mô kẽ là chỉ có một phần mô kẽ của nó thấm ngấm của dịch rỉ viêm. Tại vì thấm ngấm của dịch rỉ viêm trong mô kẽ thì thông thường mình chỉ thấy được ở quanh tụy, còn ở trong mô tụy bởi vì cái dịch này nó là dịch trong mô kẽ giữa các cái khoảng trong khoảng giang bao giữa các tế bào, cho nên trên hình ảnh của mình thì là mình không thấy. Lưu ý về chuyện này thì tiếp theo thì ta sẽ phân ra có một cái mốc là cái viêm tụy cấp này đến sớm hay là đến muộn ở cái thời điểm của mình khảo sát, trong cái diễn tiến của mình là sớm hay muộn. Thì cái sớm hay muộn này ta lấy mốc là một tuần từ ngày 0 cho tới ngày thứ 7 là một tuần. Và cái thứ hai, một cái mốc thời gian thứ hai, các chị ở đây có một cái mốc thời gian nữa là 4 tuần. Cái thời gian 4 tuần hay là 1 tháng là chỗ này, 1 tuần hay 1 tháng, 1 tuần là để nói sớm thì muộn, còn 1 tháng là người ta đề cập tới vấn đề của cái chuyện nó có khu đủ lại thì chưa. Ta ứng kia là cái chuyện xử trí, mình hiểu những ý nghĩa đó để các chị mô tả cho nó đúng. Thì như vậy nói chung khi mà tiếp cận một bệnh nhân viêm tụy cấp thì các chị phải xác định, đầu tiên phải xác định cái thời gian mà các chị đang sử dụng cái kỹ thuật hình ảnh của mình CT hay là MRI ở thời điểm nào. Ví dụ như sớm, ví dụ như dưới một tuần thì mình nói là sớm. Nhưng mà dần đi đó thì chúng ta cũng nhớ lại một điều, đối với là viêm tụy cấp thì cái hình ảnh của nó rất chi đặc hiệu sau 2 tới 3 ngày, có nghĩa là hình ảnh ở đây trong giai đoạn sớm của mình. Nếu chỉ định cần thiết chỉ định làm, thậm chí làm từ ngày thứ 3 cho tới ngày thứ 7 đó là đúng. Còn thực tế có rất rất nhiều cái sai ở trong này, nhưng mà ta phải biết nhận định đâu là đúng, đâu là sai. Cái quan trọng của bác sĩ là gì? Bác là bác học, sĩ là người. Mà chúng ta đã chọn cái ngành này rồi, chúng ta có những cái gì đó phải làm được đúng và phải bảo vệ cái quan điểm của mình. Thế cái này là cả thế giới người ta sử dụng. Đó. Thì cái mốc của các chị nhớ, cái mốc của 4 tuần đó chính là cái mốc mà nó đã khu trú lại cái chưa các cái ung thư. Nó rất rất quan trọng trong việc điều trị. Tại vì trong cái thời gian
trước cũ còn có thể là sớm có thể là muộn, cái vấn đề phản ứng đáp ứng viêm toàn thân, tại vì người viêm tụy cấp chết thì thông thường những cái viêm tim của bệnh nhân tử vong là suy hô hấp, suy thực quản, sốc ruột, nói chung là trong cái tình trạng thiếu máu hoặc là sốc do xuất huyết, mất máu. Mất máu có thể do tổn thương các biến chứng các biến chứng mạch máu sớm hay muộn. Tuy nhiên thì trong cái hội chứng của ta, người ta cái hồi sức trong nội khoa trong điều trị thì cấp nó rất là quan trọng. Như vậy mà nó có nhiều cái tiêu chuẩn, sau này các chị thấy tiêu chuẩn của Apache, tiêu chuẩn của Ransom, tiêu chuẩn của nó gồm có cái nhiều cái yếu tố, rất nhiều người mấy hay những yếu tố trong đó. Tại cái mục đích cuối cùng của người ta là gì? Làm sao mà điều trị nội khoa được trong cái viêm tụy cấp cho nó tốt. Còn can thiệp ngoại khoa bằng cách là chọc thuốc từ bên ngoài hay là phải phẫu thuật sửa hay là lưu như thế nào đó, nó chỉ là một cái thời điểm để mà can thiệp cho nó đúng, nó hỗ trợ cho điều trị nội khoa. Chứ trong viêm tụy cấp chỉ điều trị nội khoa cũng là cái chủ yếu, và cái đó nó chính là cái điều trị của cái hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Bây giờ nó thay đổi các quan điểm ở đây rất là nhiều, không phải là thấy một cái ổ bụng mà nó hoại tử hết toàn bộ bộ vị rồi rải ra, dù như thấy ở trên rốn có những cái dấu bầm tim hay là hai bên hông có dấu bầm tim nó lan ra xung quanh ở ngoài da, xung quanh sau xung quanh nó đi ra biểu hiện như vậy, đó là chưa nhanh. Và vấn đề khống chế và điều trị cái hội chứng đáp ứng viêm toàn thân mới là cái vấn đề quan trọng. Và tôi thấy là gần như là cho tới nay chưa có một cái chứng minh có sự tương đồng giữa tổn thương mà mình thấy dữ dội hay là thấy nhẹ của tụy đối với lại tình trạng nặng của toàn thân. Ví dụ một bệnh nhân viêm tụy phù nề nhưng mà bệnh nhân có cơ địa suy kiệt để uống đường hay là có những bệnh nền nặng như viêm phổi, suy hấp thì có thể chết, là chết vì cái trong viêm tụy thì chỉ là viêm phù nề mô kẽm, nhưng mà bệnh nhân chết là chết vì các cái bệnh nền kia mà cái viêm tụy này nó làm thành nặng lên. Và thành ra tôi thì muốn chúng ta dù đó sẽ cho nó nặng nhưng mà chúng ta nhìn là nhìn toàn cục của một cái bệnh của người bệnh với mục đích cuối cùng là làm sao thì nó tập bệnh. Cho nên là chúng ta phải biết nhiều hơn cái mà chúng ta chăm chú vô cái X quang, các lớp vi tính hay là cái phần nguồn từ hay là cái siêu âm. Rõ ràng ở cái phần bệnh viêm tụy cấp này chúng ta thấy cái phần quang dựa vô có lâm sàng, có hay là không, có lâu là ba yếu tố đó. Thì tại vì khi mà các chị đã hiểu tất cả những cái thuật ngữ này đó, mà mình mô tả nó đúng, tại vì hiểu đó rồi, khi mà mình thấy biết được cái tổn thương thì các đặc điểm bệnh nặng của nó sẽ dưới các lớp vi tính nó làm sao, dưới các phần mềm nó làm sao, là dưới siêu âm nó như thế nào, thì cái chuyện này là các chị mình mở rộng sử dụng cái trí tuệ của mình để mình suy ra các cái triệu chứng hoặc là mình nghĩ tới cái nội chung thì mình mới có những kiến thức, những đặc điểm để mình đi mình tìm được trở lại các đặc điểm bệnh nặng. Cho nên là tôi không quan trọng trong vấn đề đặc điểm bệnh nặng trong cái vấn đề mình làm, tại vì đó là cái đương nhiên các bác sĩ nói là phải biết. Mà ngày nay thì ta thấy là các cái đặc điểm bệnh nặng là máy sẽ làm hết chứ không còn con người chỉ phát hiện và phân tích tổng hợp để có chẩn đoán trong cái khám và điều trị. Chúng ta cố gắng chúng ta đừng để thua cái máy, và chắc chắn là không phát hiện là điểm là chúng ta thua cái máy. Nhưng mà nếu chúng ta không có phân tích, không có tổng hợp để xem một cái quá trình bệnh, không có một cái chẩn đoán tốt thì đó là cái cách mà suy nghĩ chưa đúng.
quay trở lại chỗ này thì ta thấy vấn đề sớm hay muộn ở đây là nó sẽ liên quan tới ta thấy là sớm người ta đồng thuận cái cầu là chỉ sử dụng gần như là lâm sàng và sinh hóa huyết học là các tiêu chuẩn của Ranson, còn là ở trong giai đoạn sớm là các tiểu cầu rồi các đặc điểm và là huyết học thì tiểu cầu có các đặc điểm về lâm sàng, còn trong tình muộn đó sau một tuần lúc đó mới có giai đoạn cái các loại hình thể, cho nên mình phải biết vị trí của mình ở cái thời điểm này, lưu ý về chuyện này. Còn một cái về đặc điểm của bệnh học ở chỗ này nữa, chúng ta cần lưu ý cái mốc bốn phần là cái nó đã hình thành bốn phần là cái hình thành của cái gõ bao nó đủ trưởng thành, nó đủ chặt để ứng dụng cho các cái ngày đấy. Bởi vì sau bốn phần đó thì thông thường thì tình trạng nặng của bệnh nhân cái còn chiến thắng kiểm toàn thân hay là cái còn chiến suy đa là đã giải quyết được, là đã có chế được trong bốn tuần đó, là đã có một cái hướng chắc chắn. Còn lại vấn đề ở đây là vấn đề những cái di chứng, xin lỗi, những cái biến chứng hoặc là những cái di chứng để lại là sẽ giải quyết như thế nào, cho nên mới có một bốn tuần. Ví dụ như một cái ổ phục dịch mà không có nhỏ bao, đối với viêm tụy phù nề thì gần như là chỉ có cái phục dịch quanh tụy chứ không có phục dịch trong tụy. Nếu mà các anh chị thấy trong viêm tụy cấp phù nề của kẻ thì chỉ tụy chỉ to và có thể là thậm chí kích thước bình thường, bởi vì tùy theo tuổi, tùy theo cái tạng người đó nó không nhiễm, nó bị thoái hóa mỡ ở mức độ nào, và khi mình chụp khó cảm quan lên mình thấy cái tụy mình thấy một số cái mốc tham khảo của bình thường đầu tụy bao nhiêu thì dưới 21 thân tụy 18 đuôi tụy 20 những mốc bình thường đó thì mình chỉ có yếu tố tham khảo chứ không phải là thể nó trên một số đó thì nó là tụy to dưới một số đó thì trong bình thường ở đây thì cái đó là cái mà tùy thuộc vô cái cảm quan, cái cảm nhận tâm sáng, tùy thuộc vô cái kinh nghiệm của bản thân của từng người. Thành ra trong cái giai đoạn sơ ở đây trước một phần thì cái bụng dịch băng tủy này nó chưa có một cái thỏa ấm của mình, và chúng ta lưu ý ở đây là quanh tủy chứ không có trong tủy. Nếu mà mình thấy trong giai đoạn sớm hay là trước bốn phần mà có một bộ chặn nằm độ ở trong như vô tủy thì có nghĩa là chắc chắn nó phải là ngoại tình chứ không thể được, tại vì bộ dịch, tại vì thể hiện của nguyên cấp của người vô kẻ là chỉ ở ngoài tủy, trong tủy có nhưng mà không có biểu hiện trên mặt điện nặng, lưu ý điều đó. Thành ra là vừa về vấn đề nếu ở trong cái thời điểm trước bốn tuần mà các anh chị thấy là một ổ giảm rầm rộ, một cái ổ không bắt thuốc hay bắt thuốc kẹt ở trong vô tủy, ở bên ngoài tủy thì nó cũng có bụng dịch, mà các anh chị đọc đây là thể viêm tụy thể phù nề mô kẽ là sai. Tại sao tôi nhắc mặt cái này? Cái này là chúng ta thường hay mắc phải. Thật ra cái bản này nếu mà chị hiểu thì nó sẽ trở nên đơn giản. Cái thuật ngữ đây là thuật ngữ chung. Đó, thì trong cái viêm tụy phù nề mô kẽ thì chúng ta chỉ còn có nhớ được chỗ này. Đó là cái phụ dịch không quanh tủy cấp tính, tên gọi của nó là gì? Sau 4 tuần, lúc đó nó phù tú, nó có một cái nhỏ rõ ràng thì lúc đó nó sẽ đang giảm tủy. Và như vậy các chị sẽ cái đề đây là nếu mà nghĩ xui thì ở bên dễ, nhưng mà khi ngược lại nếu có một cái nang nằm trong nhu mô tủy
啊，因对母鸡啊，因对母的母鸡啊。ngoại tử của tùy thì lúc đó nó sẽ tạo thành cổ ngoại tử thành quả, mà nguyên tùy phù này một kẻ những cái cổ nó chỉ nằm ở quanh tùy, thành ra nếu có một cái cổ mà nó nằm ở trong tùy thì lúc đó cái cổ này nó sẽ là cái cổ ngoại tử thành quả. Tại vì trong ngoại tử thì có thể là ngoại tử ở nhu mô tủy đơn thuần hoặc là ở quanh tủy đơn thuần, nhưng thông thường nó xảy ra đối với người ngoại tử là nó sẽ xảy ra ở cả nhu mô, có nghĩa là trong tủy và ngoài tủy. Và cái mô ngoại tử đó khi mà nó thoái quá thì nó chắc chắn là nó sẽ có các cái gì, các cái sản phẩm của máu ở phía bên trong, còn trong khi ở trên này đó là một cái dịch, thì cái dịch ở đây thì gần như nó là một cái dịch bất chấp là về mặt vô bệnh không chú ý bệnh không, thành ra nó sẽ quy định khi mà trên CT hoặc trên siêu âm hoặc trên cổng thông tin, ví dụ như trên siêu âm các chị thấy một cái nang trên siêu âm thì khó xác định là trong hay ngoài, trên CT thì nếu mà nó nằm nửa trong nửa ngoài hay ngoài nó đè trong thì nhiều khi mình thấy khó phân định trong hay ngoài. Nhưng mà các chị sẽ coi thêm cái dịch, cái thành phần của cái dịch, thì thường trên CT nó sẽ không nhảy bằng trên siêu âm, các chị học siêu âm rồi, trên siêu âm những cái dịch cặn những cái lợn cỡ của cái các sản phẩm của máu hay là của mô của ngoại tử thì chúng ta có thể thấy cái lớp chẳng mạnh, mà thông thường có cái nang giả tùy đúng nghĩa trên nhiên tạng không có các trường nang có biến chứng, biến chứng xuất huyết, biến chứng nhiễm trùng có mũ thì không có, là chính vì vậy có cái nang giả tùy ở đây có nghĩa là trên bốn quần thì mình gọi nó là nang giả tùy, thuật ngữ mình học ra nang giả tùy. Thì hiện trên một cái CT mà trước bốn quần mình thấy một cái ổ tụ dịch ổ quanh tùy, trong tùy không có gì hết, thì lúc đó các chị sẽ học liền trước bốn quần thì các chị chỉ đọc nó là một cái ổ dịch quanh tùy thấp tinh nên hiểu của nó là gì. Còn nói đến nang giả tùy thì nhu mô tùy trước đó là bình thường, bây giờ có một cái ổ dạng dịch nó nằm ở quanh tủy và một thời gian sau 4 tuần thì mình mới đọc nó là nang giả tùy. Bây giờ thấy rằng những cái nang giả tùy trước đây nó hay có lòng mà nằm mạnh giữa cái nang giả tùy chứ lại cổ lại tự thật quá. Cái nang giả tùy thì thông thường không bao giờ là thông thường với ổ tùy chính. Còn cái ổ ngoại tử thành quả thì có nhiều khả năng phong thương với lại các ổ tủy, các cái nhánh hoặc là các cái ống chính. Và chính vì vậy cái nang giả tủy về mặt điều trị nó đơn giản hơn nhiều. Ta chọc ống nó ra hết rồi đúng không? Tủy nó không phong thương. Còn trong cái ổ ngoại tử thành quả ở đây là trước đây hay nhầm là nang giả tủy. Ví dụ nếu mà mình chỉ chọn một ra thì chắc chắn được nếu nó thông thương với lại các ống tủy nó sẽ tái phát. Vậy như vậy người ta để không có tái phát điều trị đúng thì người ta phải có một cái phẫu thuật nối nang, phẫu thuật đặt stent dạ dày như thế này dần dần để nó tập một cái đường thông thương liên tục. Và tới lúc đó nó lắp cái chỗ cái thông thương đó liên tục. Thành ra nó liên quan rất rất nhiều cho tới cái chuyện điều trị. Thành ra chính vì vậy mà để nói tới cái ổ ngoại tử thành quả thì gần như là cái chuyện mà can thiệp cái phẫu thuật là sẽ phải đặt lên. Còn nói tới là cái nang giả tùy,
thì có thể nó sẽ tự tiêu, những cái tự tại hấp thu bởi vì nó chỉ là dịch lý viêm. Có thể dịch lý viêm đó cái thời điểm amila tăng cao, amila trong dịch này nó có thể rất cao, nhưng mà nó có thể nó tự hấp thu. Hoặc là điều trị chỉ cần một cái can thiệp cho cái viêm trong bụng nó hết, để nó hồi tiết. Dạ, ở đây có nghĩa là cái vỏ bao. Dạ, là một cái nang mà nó không có cái biểu mô của tế bào lọc. Mà không có thì nó sẽ không tiết. Mà nó không tiết, mình hút nó ra hết cái dịch đó rồi. Cái phần sơ ở xung quanh cái giả này, cái thật nó là sơ, không có tế bào. Nó sẽ tự tiết. Tại cái hay ở trong thuật ngữ cũng như là trong cái mô tả của mình, tại những kết cục của người mình theo cái kết cục điều trị nó như thế nào, tối ưu nhất cho người mình để làm được bài toán. Chúng ta là bác sĩ và phải làm gì đó, cũng làm thì mình sẽ phải hiểu cái cơ chế bệnh sinh. Đó là ra tới này, trong diễn biến của nền mô kẻ thì chúng ta chỉ có tổn thương là tổn dịch bệnh lý cấp tính trên mặt. Viên tuyến của nền mô kẻ, nếu sau 4 tuần cái tổn dịch ở ngoài thủy, quanh thủy, ngoài thủy thì lúc đó mình có bằng chứng của tùy bình thường trước đó. Thì lúc đó sau thời gian 4 tuần mình có thể nhận ra tùy, thì khi nói chuyện nhận ra tùy là một điều rất là khó trong điều kiện. Còn nói tới di tùy hoại tử thì trong thời gian từ 12 tiếng cho tới ngày thứ 7 có thể chụp, có thể không. Đây, có thể chụp, có thể không, có nghĩa là từ 1-7-2 giờ là cái gì sao. Nếu trong nhu mô tùy có bất kỳ một cái ổ dặn cái ổ nào thì phải có những nó là hoại tử. Và hoại tử đó nó gồm có trong tủy và quanh tủy là thường gặp nhất. Một khi ở cái hình ảnh ban đầu chứng minh rằng có hoại tử, biểu hiện bằng thông thường đó là cái trong nhu mô tủy. Thì nếu mà nó trước 4 tuần thì đó là cái ổ tụ dịch hoại tử cấp tính, ở trên là ổ tụ dịch quanh thủy cấp tính, và ở dưới này cái ổ hoại tử đó nó chưa vô bao thì nhưng mà nó là cái ổ tụ hoại tử hay là ổ hoại tử cấp tính. Còn khi nào sau 4 tuần nó đã có cái thành rồi, có vỏ bao, có cái thành rồi, thì lúc đó ở trên này nó là nang giả tủy của phụ nữ mang thai, nhưng dưới hoại tử thì nó sẽ có tên là ổ hoại tử thành quả. Thành quả có nghĩa là cái thành của nó chặt, để người ta có thể khâu nối trên đó, người ta có thể biết được rằng ở cái thời điểm đó là cái tổn thương này nó chỉ khu trú ở một chỗ đó, nó không có lan ra trong cái tiên lượng, nó không có thể. Còn nếu mà can thiệp trên đó thì những cái chuyện mà không vượt khâu nối thì nó sẽ dễ dàng. Đó là ý nghĩa của vấn đề đấy. Và cuối cùng thì về mặt nguyên tắc đó là cái tên gọi nó là gì, nhưng mà ở mỗi thể bởi vì cơ địa của người mình cũng như cái tổn thương ở bên trong của người mình, thì những cái tổn thương của dịch này hay là những cái tổn thương của hoại tử này hay tổn thương mang giả tủy này hay là tổn thương của hoại tử thành quả này, nó không có nhiễm trùng là chuyện bình thường. Còn nếu nó có nhiễm trùng thì với những cái biểu hiện của nhiễm trùng là cái hội chứng nhiễm trùng của người bệnh về mặt lâm sàng, về mặt sinh hóa, về mặt huyết học nó chứng minh, còn về mặt hình ảnh thì tương đối có những bằng chứng. Thì các chị thấy có khi ở
ở trong cái ổ, ở một bệnh nhân có số có tổn thương của tụ dịch hay là tụ hoại tử mà nó khí bên trong, thì cái dấu hiệu khí là một cái dấu hiệu, một cái đặc điểm mà nó có đặc điểm cao cho cái xác định tổn thương là nhiễm trùng. Đương nhiên nhiễm trùng thì cái điều trị của nó, nếu mà ở tụ dịch cấp tính này khi mà đã có nhiễm trùng rồi thì cái việc giải quyết đó gần như là phải can thiệp. Phải can thiệp ở đây bằng chậm, bằng phẫu thuật cái gì đó cộng với nội khoa, hoặc là chỉ điều trị nội khoa không tùy theo kích thước. Còn đối với lại một cái mổ mà nó đã thành quá rồi, thành quá chắc rồi, thì các chị sẽ nhớ lại, bởi vì những ổ này nang dạ tụy trong viêm tụy hoại tử thì nó có vỏ bọc sơ để gọi nó là nang dạ, thì ở dưới này nhưng mà nó chứa bên trong đó là chứa thanh dịch hoặc có thể có nồng độ amila thì mà không cao lắm. Còn trong cái ổ ở dưới này thì nó chứa mô hoại tử và có thể có nhiễm tụy do ung thư. Nếu nó có nhiễm trùng ở cái chỗ này thì ở cái giai đoạn ở phía sau này, một khi đã có thành, một khi đã có vỏ thì kháng sinh sẽ không vào, mà kháng sinh không vào được ở bên trong thì có nghĩa là cái điều trị bắt buộc phải là điều trị từ phía bên ngoài, hay nói khác hơn là điều trị ngoại khoa hay là can thiệp. Thì cái lượng của cái dịch nhiễm trùng đó ra ngoài có những nguyên tắc trong điều trị để nó có cái ý nghĩa lên ở chỗ này. Và những người cấp thì tôi thấy gần như là ngày nào cũng có trong cái cấp cứu, cái gì sao này về cái gì làm thì chắc là ngày nào cũng sẽ có. Thì vấn đề của mình đây là chỉ định lúc nào. Cái thứ hai là cái khi mà học sẽ lưu ý tới cái gì, cái nhu cầu của các bạn hiện tại có độ không bằng thế để nghi ngờ đó là ngoại tử hay là chỉ là từ đó cái thứ có một thời gian một tuần hay là trên một tuần để mình nói là đây là số tiền trong kết luận của mình. Thì ra nếu trên một tuần thì đó là dưới 4 tuần hay là trên 4 tuần để có cái tên là tụ dịch quanh tụy cấp tính hay là tụ hoại tử cấp tính hay là nang dạ tụy hay là ổ bệnh thành quả. Đó là những cái mốc mà mỗi cái mốc đó nó đều có ý nghĩa trong điều trị đó, có ý nghĩa đến cái chuyện mà làm mình tiên lượng tử vong, tiên lượng biến chứng và những biến chứng nhân dân. Đó là ý nghĩa chính mà tôi muốn nhấn mạnh với các chị đây. Còn cái đặc điểm là không quan trọng, cái gì đương nhiên phải biết, không phải là không quan trọng mà có cái là cái gì đương nhiên phải biết từ đầu, mà khi chỉ một cái công dịch như thế nào gọi là công dịch, như thế nào gọi là ngoại tử, như thế nào gọi là cái thành là cái vỏ. Thì cho tới hiện nay thì trên CT của mình đó, như cái độ nặng của viêm tụy cấp ở đây, các chị hãy dùng cái chữ là chỉ số nặng ở trên CT, hoặc là có nguyên thủy, hoặc là có sữa đậu, thì các chị thấy để mình cho điểm để xem coi cuối cùng mình phân bổ ở đây là nhẹ, trung bình hay nặng. Từ cái này các chị xem các tụy bình thường rồi mình co tuyến tụy lan tỏa hay là khu trú có tình trạng được thâm nhiễm quanh tụy rồi ổ tụ dịch rồi trong cái đối với hoại tử thì không có trên 30%, 30 đến 50 thì để đây là mình nhìn các cái đặc điểm đối chiếu với lại cái mặt này xem các cái biến chứng biến chứng của mạch máu biến chứng của
tiểu dân của mạng phổi hay là đường tiêu hóa, thì còn các điểm này để có cái tấn độ, thì cái này có thể các chị không thuộc, nhưng mà dù nó nằm trong điện thoại của các chị không thuộc hết, các chị cần coi tính tiền rồi từ từ quen sẽ thuộc. Ở đây mình không phải phân tích nhiều về tụi, nhưng mà cái mà tôi muốn nói đây là cái độ nặng nhẹ bây giờ ở đây nó khác với cái độ nặng của thân của bệnh nhân trong mình chung của bệnh viện cấp. Cái độ nặng nhẹ ở chỗ này là cái gần như là trên CT mình thấy để mình nói là gì. Tuy nhiên cho tới hiện tại thì rất nhiều các công trình nghiên cứu vẫn còn đang tiếp diễn là để xem có cái sự tương đồng giữa cái độ nặng của CT ở đây với lại cái độ nặng của lâm sàng của bệnh nhân hay không. Thì ở đây mình nói là cái kết cục của điều trị. Thành ra nhiều khi cái độ nặng của trên CT với các cái biến chứng, nhưng mà nó là khu trú thì ta có khống chế được trên lâm sàng cái tiên lượng chung của bệnh nhân ở đây, nó lại là tốt. Còn như một bệnh nhân ở cái mức độ nhẹ nhưng mà người ta có thể chết vì những bệnh nền nó khởi phát do một cái tình huống cái điều trị cụ thể một kẻ. Tại vì các chị thấy đối với hội chứng suy đa tạng thì hội chứng đáp ứng viêm toàn thân chỉ cần một cái khởi phát rất kích hoạt trong cái men là đánh vô toàn bộ các cái điểm mạng khác ở trong cơ thể, cho nên nó gọi là suy đa tạng hay là hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Thì nó còn tùy thuộc vô cái bệnh nền của bệnh nhân. Mà chính vì vậy ngày nay rất nhiều những công trình cứ loay hoay xem bây giờ tính cái thang điểm giữa cái độ nặng chung về mặt biểu hiện lâm sàng sinh hóa huyết học với cái đặc điểm của CT của mình ở cái chỗ này. Cho nên khi báo cáo thực tế lâm sàng ở các chị sau khi mà đọc theo cái này xong, các chị đọc hoại tử hay là cái kỷ niệm một trong bốn phụ nữ ở cái này, thì các chị đưa ra thêm một cái bài này. Còn đương nhiên thì cái người bác sĩ lâm sàng chung đánh giá cái kết cục của bệnh nhân sẽ tham khảo thêm các yếu tố lâm sàng sinh hóa huyết học và cũng như là cái bài của mình, cái nhiệm vụ của mình đưa ra thuật ngữ có đúng và cái phân tổ ở cái này và chấm hết rồi đó. Còn cái việc mà tìm xem có sự tương đồng giữa độ nặng của CT với độ nặng của lâm sàng hay không thì chuyện đó là chuyện nào của thuật giải sau. Nhưng nhiệm vụ của mình là các chị đọc hai chuyện, một là xem thuật ngữ có đúng, hai là đưa ra ở cái bản đánh giá CT sai ý đồ.
Còn nếu chỉ đơn thuần có một dịch bệnh thì không phải chẳng 461 thì quá bà bệnh này đã bị. Nếu nó trên 4 tuần, còn dưới 4 tuần thì chẳng là cấp tính. Tuy nhiên khi mà mô tả CT phải mô tả chỉ tiêu kích thước của mũi này. Còn nếu mà có khí bất kỳ nó có một dịch nào thì mình xác định đó là yếu tố không có gì. Đó thì đó là một cách đơn tiếp cận đơn giản mà các anh chị cần phải học. Ngoài cái trong ngoài từ ngoài này thì các anh chị tham khảo thêm một phần ba thì cái CT chính của mình trong nghiên cứu cấp là sử dụng ở cái gì tĩnh mạch.
một là bị có thể bị tường hoặc teo chứ nó không có bò từng tường là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái vùng. Cái thứ ba thì về mặt kích thước, về mặt tổn thương, về mặt cái mình dạng của ống dung. Và cái nữa đó là cái dạng của các ống dung, các dạng của ống dung. Đó là ba cái phần lớn của tổn thương suy tim mạng tính. Thì nó nhỏ, nó teo thì các chị thấy như môn thủy còn rất ít, chủ yếu là các có thể các ống thủy tinh nó giãn ra mà không kèm giãn ở bên mặt, thì đó là tổn thương đặc thù của viêm tim mạch tính. Và tùy theo cái thể thì cái nhu mô thủy nó có đóng vôi hay nếu thì cái khối vôi này mình thấy nó nằm trong ống tủy thì nó rất là sỏi tủy. Hai cái khái niệm này thì nó cũng chỉ có tính chất tương đối. Tại vì cái nhu mô của tủy nếu mà cái đóng vôi trong nhu mô do những cái thoái hóa của cái tổn thương ngoại tình, tổn thương sơ hóa của nhu mô không liên quan tới các HCD thì nó là cái đóng vôi của hành lý. Còn nếu mà các HCD ra tới các cổng tuyến phân nhánh, tới các cổng tuyến lớn mà mình thấy trong cái viêm tủy, trong những cái bệnh lý ra đây nó tạo nên sỏi, thì đối với lại cổng ở cái mức độ các HCD anh chị cần như mình không phân biệt được tên là. Cho nên nếu không thấy, tóm lại là nếu không thấy những cái cục đó, những cái cục vôi này mà ở xung quanh của nó có một cái lớp dịch bao quanh thì được gọi là không dung. Còn nếu mình thấy có một cái lớp dịch bao quanh có thể nó là một cái HCD, một cái tuyến nhánh mà nó bị tắc bên trong, nó sẽ đóng sỏi hoặc là nó nằm trên những cái ống lớn của ống tủy chính ở đây, sỏi ở trên đó thì mình thấy mình gọi nó là sỏi. Cho nên sỏi hay là đóng vô thì cái nào mà nó rõ ràng thì sau đó mình sẽ đọc thêm về cái đó. Có nghĩa là nếu thấy một vô mà xung quanh của nó thì chỉ thấy mô sơ gọi có thể nói là đóng vô trong vô. Còn nếu thấy được một cái lớp gì bao quanh cái đó thì có thể đọc nó là sỏi. Đương nhiên thì nó đã nằm ở các cái ống chính thì lúc đó mọi chuyện nó dễ dàng, nó rõ hơn, nó nằm trong ống thì đọc nó là sỏi. Tại sao mình phải đọc? Và đương nhiên khi đọc cái tùy mạng thì các chị sẽ đọc cái mỡ ở xung quanh, nhất là ở phía sau này. Ví dụ như nếu mà nó còn cái lớp mỡ nó màu đen mực như vậy thì cái tổn thương của viêm tùy mạng này nó còn nằm ở tại vị. Trong nhiều trường hợp thì cái viêm tủy mạng tính ở đây nó cứ tái tụ, tái lập, tái phát nhiều lần. Mà khi nhiều lần vậy thì cái mô mở ở đây nó sẽ bị sơ hóa. Thì lúc đó sẽ tạo ra cái tình trạng sơ hóa sau phúc mạc. Và sơ hóa sau phúc mạc lúc đó cái mô sơ, đương nhiên thì nồng độ của nó sẽ cao hơn cái gì trong cái viêm tủy cấp tính theo phụ này.
Và khi mà nó sơ, nó co kéo và nó chèo. Và khi mà nó chèo thì thông thường cái đau trú thần kinh tạng như thế này. Nhưng sẽ rất là đau. Đau mà không có tư thế nào giảm đau. Bởi vì trong cái điều trị, tại sao mình phải đọc cái chuyện đó? Mà để trong cái điều trị, thì đối với lại cái những cái đau mà những dụ đau mà làm cho bệnh nhân bất khả năng sinh hoạt, ảnh hưởng tới người thân, ảnh hưởng tới xã hội, những cái đau mà do cái sơ hóa sau cái mạng ở cái vùng quanh thủy, thì bên phẫu thuật người ta có một cái phẫu thuật mà người ta bóc tách, người ta giải phóng bớt cái bộ sơ ở đây, rồi chích bô tóc gì với nhân dân tổ chức để cho, hoặc là tiêm phong bế thần kinh để cho đừng có đau là trong viêm phim mạng. Còn trong trường hợp hồi nãy mình gặp sỏi tụy hay đi nói chung, thầy có những trường hợp mình thấy sỏi tụy nó đóng đầy đó, nhưng mà bao quanh đó, nhưng mà không tụy rộng dạng, có thể nó đóng ở những chánh nhỏ, cái gì là sẽ đi tạo thành những khối to. Nhưng mà cái chuyện mà nếu mà sỏi tụy mà ống tụy chính mà dạng như thế này chỉ cần trên 1 cm thì người ta lại có một cái phẫu thuật mà người ta sẽ xẻ cái mặt trước của tụy để nuôi cái ống tụy này. Nếu nó có sỏi thì lấy sỏi phần nào hay phần đó, còn nếu không thì người ta mở tụy này nối tụy với lại một cái quay ruột để cho dịch tụy nó tắt ra theo cái đường của ruột, cái miệng nối vô để không thể bị tắt do các cái sỏi. Cho nên là những cái mô tả của mình đây là mô tụy mỏng mỏng rồi còn bao nhiêu ở mặt trước là chính hay mặt sau là chính ở đoạn nào để mình chỉ ra cho người có công viên có thể thấy những chỗ này để ta có những cách tiếp cận trong cái cuộc chơi phẫu thuật. Còn nếu mà viêm phim mạng tính chống vô mà mình không có mô tả ống tụy hoặc là mình nói rằng ống tụy không dạng thì cái chuyện đó lúc đó cái chuyện phẫu thuật là không làm. Cho nên cái giai đoạn quan trọng của mình, cái mà mình thấy được và cái người bác sĩ lâm sàng không thấy được, mình chỉ để họ có một cái cách điều trị nó hoàn toàn khác nhau. Đó mới là cái mà giai đoạn của bác sĩ lâm sàng. Trong của cái khung tan đẹp
cầu bình dân cũng có thể có lô mối thành 8.000 để dạy và chúng ta cần bị còn lại thấy được chỉ thấy có một cái cụm gì một cái thông gì một cái cụ thể ở cái vùng này giữa 8.000 và lô mối đó có một cái thể đặc biệt riêng của nó. Ví dụ thấy một bệnh nhân mà thấy bị rất bình thường thủ dịch bệnh viện cũng không thấy nhưng bệnh nhân đã có hành loại mà thì lúc đó mình phải đi mình xem xét ngay chỗ cái lệnh giữa bác đàn với bị lọ có dấu chứng có thể là nó tích một cái thông gì một cái dạy thông riêng một cái phương tác đàn ở đoạn đó hay là cái cuộc gì trong cái lệnh pháp thì có thể mình bỏ qua. Cái nhóm kế tiếp mà các chị hồi nãy là viêm tuyến cấp viêm tuyến mạng còn đây là cái u tụy nội tiết hay là ngoại tiết chúng ta thấy đối với lại u tụy ngoại tiết cái nhóm chính ở đây đó là cái adenocarcinoma còn cái carcinoma tuyến xuất phát từ các ống tụy lại có adeno là tuyến carcinoma tế bào biểu mô của ống tụy thì thông thường sẽ thọc khối nếu mà ở đầu tụy điển hình thì có bệnh nhân là dạng da nặng dần sụn cân túi mật càng to nhưng mà có cái bệnh nhân không có đau thì thấy 65% là ở đầu tụy thì tế một bệnh nhân đó tiếp cận thấy người bệnh có dạng da nhưng mà không đau dạng da tăng dần túi mật là sừng đó hình đỡ kèm theo đau sốt thì nghĩ sỏi còn nếu mà cứ tăng dần không đau không sốt thì phải coi chừng là cái u của đầu tụy bởi vì chúng ta thấy là 65% thì cái này nó xảy ra ở đầu và ở đầu thì ngày xưa thì không có phương tiện để tầm soát thậm chí tầm soát bằng siêu âm thì cũng không thấy chắc chắn cho nên là thường bệnh nhân đến mụn đa số ung thư tụy là chúng ta bệnh nhân đến mụn đến một có nghĩa là cái thấy nó thấy rõ rồi thông thường cái tiên lượng của người bệnh khi đã phát hiện được lên CT thì chỉ từ 5 tới 6 không có chờ không có gì các thuốc quá trình thì gần như là không tác dụng phẫu thuật thì mai sử dụng thì khi mà mình mô tả thông thường ngoài cái gì đi ở đây thông thường thì mình sẽ thấy cái đó là những cái khối giống như là những cái adenocarcinoma khác nói chung thì các chị thấy nó là một cái khối bắt thu kém bờ không đều dạng đa vị và bờ không đều thành mũi có thể trên hình mũi đó mình nghĩ ra là đa vị có thể thấy rất rõ hay là không rõ thường cái đa vị mà mũi rõ thì nó nằm trong các u thành tinh nội tiết hơn nhưng mà một cái khối có bờ không đều dạng thành mũi có bắt thuốc không đồng nhất ở dạng bắt thuốc kém nó nằm ở bất kỳ đoạn nào đó của đa vị thì mình phải coi chừng dù như bây giờ thì nó còn có cái CA 19.9 để hướng tới những cái ung thư của tụy thì cũng là một yếu tố thêm để mình có thể mình xác định như là khi mà ung thư thì mình sẽ coi nó ảnh hưởng tới các cái cấu trúc gì trong tụy hay không khi nó vào bên ngoài của tụy rồi xâm lấn ra ngoài tụy ở các khoang và nhất là cái xâm lấn của mạch máu nhất là một mạch máu đẹp hơn như này tôi có đề cập đánh giá xoắn của mạng phía bên ngoài xem là nó có cái di căn ở bên ngoài của mạng thường nhất là cái di căn gan giống như là cái các mạch phụ còn nếu là xâm lấn tới cái khu mạng có mặt trước của khu mạng rồi có nghĩa là khu mạng của thành bụng bởi vì u tụy thì sao của mạng nhưng mà khi xâm lấn cho tới cái mạng trước của khu mạng là khu mạng thành mặt sau
cơ hội thành công sao thì nó sẽ gây ra cái xâm lấn carcinomatosis của xoài. Cho nên tùy, hồi nãy tôi nói các đầu tùy thì nó là tại sau của mạng, coi như sau của mạng, nhưng nó có thể liên quan tới cái xoài của mạng và các chị phải lưu ý. Thì đây cái carcinomatosis ở đây là do cái xâm lấn vào của mạng của thành phố sau là tạo thành thành phố sau. Thì carcinomatosis thì chúng ta có những cái nghĩa của cái đặc điểm thành này nốt và cái phủ mạng chính trong bộ. Số hình ảnh các chị có thể về chúng ta xem thêm những tổn thương u ở trong vùng đỏ thủy trẻ em khi trẻ còn chủ ở những lát cắt khác nhau, thường là một khối và không đều bằng thuốc kém rất là điển hình của những cái ung thư của thủy. Và nhớ đánh giá cái chuyện mà cái xâm lấn mạch máu đây, cái chỉ định cắt được thì không cắt được, nó có cái con số thì như cái gì gần như là tổng số 90, 180, 270, đó là những con số mình mô tả đối với cái xâm lấn để người ta xem còn có phẫu thuật được cái con số. Còn cái gì căn của phủ mạc hay là xâm lấn vô các cái bài khác ngoài ung thư tùy ở dạng cặn, nó là cái dạng ung thư nó từ ngoài tiết thì nó còn có ung thư dạng nang. Những cái dạng nang thì các chị có thể coi thêm ở trong bài ở trên trang này thì nó có một cái nang của mình ra vô nang thì chắc là ai cũng biết có cái những hình tượng của nang mẹ nang con rất là điển hình. Còn đối với lại cái u nội tiết của tùy thì thường nó là những cái khối u nhỏ. Những cái u nhỏ ở đây thì chúng ta sẽ thấy đó là những u tiết nội tiết, thì cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân là biểu hiện của niêm mạc nội tiết là nhiều, nhưng mà tổn thương của tùy thì rất là nhỏ. Và có một điều đặc biệt là đối với lại các tổn thương của u nội tiết, một là kích thước nó nhỏ, cái thứ hai là nó lại là giàu máu luôn, trong khi adenocarcinoma là nghèo máu luôn, thì u các cái nội tiết thì là giàu máu luôn. Cho nên thông thường nếu có chỉ định của u tế bào của não tùy thì lúc đó chúng ta cần cái chỉ định mạch sớm. Để lúc đó mình thấy được cái bạch thuốc, cái tăng sinh mạch máu của cái nếu mà các chị chụp cái mạch muộn hoặc là thị thừa thì có nhiều khi lúc đó rất cần cái chỉ định từ mình thấy. Thì nó có thể xảy ra bất kỳ, thường gặp nhất là cái adenocarcinoma với cái biểu hiện lâm sàng là cái adenocarcinoma hay là cái casino là cái hội chứng mà lẹn đào ổ và cả dạ dày lẹn tắc kè. Đó, các anh thấy những cái tổn thương nhỏ nhưng mà ngay ở cái tỷ lệ mạch sâu mình thấy nó bắt thuốc rất là mạnh, nhưng mà sau đó thì có thể nó đọc đảm bảo với lại nhu mô, đó là cái điều gì. Ngoài ra tùy nó có một cái tổn thương như nãy tôi nói, đó là cái tổn thương u thần kinh nội tiết, vừa thần kinh vừa nội tiết. Những u này thông thường phát hiện một bên là không triệu chứng, dù như ở đây nó nhỏ hay có lùa nhỏ hay nó có vỏ, cái vỏ đây nó chính là biểu hiện cái hoàn cảnh của bệnh nhân rất là rộng rộn, cũng cả có chứng nội tiết.
in á, nếu những cái biểu là tiếng là in đó thì nó sẽ là hình ảnh, và hình ảnh thì phải có tiền đồng. Còn trong khi cái u tủy của adenocarcinoma thì có thể là nó to, nó không gây triệu chứng khi mà nằm ở thân u, mà nếu ở đầu thì mới gây triệu chứng của ống mật tủy. Với cái đặc tính là nó cũng to, nhưng mà cái bò của nó thường thì nó không đều, bắt cú kém. Còn nó đi những u thành những một chiếc thì các vị thấy nó cũng to, nhưng mà thường thì nó không đều. Khác với là cái adenocarcinoma của tủy dành cho con. Thì mỗi cái này nó là một cái bài lớn riêng. Thì tôi nghĩ là trong quá trình các vị di tiếp cận và những cái nhóm di tuyến cấp, di tuyến mạng rồi các cái u nội tiết, ngoại tiết thì từ đó mà chúng ta có cái cách tiếp cận cho nó đúng. Và đương nhiên thì ở mỗi cái bài mô tả này nó là một bài lớn, thì các anh chị sẽ tự học, tự phát triển mình. Bây giờ thì các bài nó rất là nhiều, trên là các trang mà nói chung có thể mọi người học trực tiếp thêm ở trên học. Rồi thì cái phần mà bài tôi chỉ nghe nó vô tùy, bởi vì các chị cái bài còn cái phần mà các chị có thể phát triển ra ở